Vậy đầu tiên chúng mình hãy cùng xem những từ vựng và mẫu câu mà các em sẽ học trong bài học ngày hôm nay, bao gồm những từ vựng và mẫu câu nào nhé. So first up, vocabulary. Vocabulary. We have fine. Fine. Good. Good. Great. Great. Tired. Tired. Hungry. Hungry. Very well. Very well. And the model sentences. Và những mẫu câu mà các em sẽ học ngày hôm nay bao gồm Hi. Hello. Hello. I'm my. Nice to meet you. Nice to meet you. How are you? How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm fine, thanks. And you? Bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye. Goodbye. Vừa rồi là những từ vựng và mẫu câu mà các em sẽ học trong bài học ngày hôm nay. Vậy để bắt đầu, chúng mình hãy cùng bước vào phần từ vựng nhé.